gì? Có gì? Thì xin phim anh ra ngoài MV thì bây giờ chị nhạc nó lớn xin ra MV rồi, em nghĩ sao? Tôi thấy là chắc không bằng tôi được đâu. Làm sao mà làm lợi anh em tôi được? Tại vì hả, ra dĩa ở đây thì làm sao mà Lâm Thi Dạ làm lợi? Ra dĩa có như là rồi rộn nước anh ha. Em sáng tác cho mình một bài mới. Bài này qua tên bài gì? Bài qua giấy. Em làm phải qua giấy, là qua giấy. Em sáng tác cho anh về qua mắt cho anh. Qua mắt đi. Qua mắt. Hoặc là bài Qua mặt. Hoặc là bài bông giấy cũng được. Bông giấy. Quýnh đương nhiên là quýnh cái bài này rớt luôn. Đúng rồi, phải dập bài này liền. Biết sao không? Cách đây 2 ngày em cũng có ra MV mà bị flop quá. Lớp quá. Cái chị Dạ kêu đi gặp báo. Em đọc mình đích đi gặp báo đâu, tự nhiên ra đây nhờ em chia sẻ dùm cho MV của tôi thôi. Wow. Chứ là thân thiết gì đâu mà đích. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi, để coi. Trước khi đến đây thì em có thấy trên Facebook của anh đó là anh có một cái dòng trạng thái đó là để coi người chị Lâm Thi Dạ hát cỡ nào, hát tới đâu. Em ơi là mời là sao mà báo trước đây em kẹo ra nút cái đoạn chuẩn. Rồi nửa tiếng không anh, đếm cái đường câu giờ nè. Sơ hở là có tiền mặt. Xong rồi. Ok. Ai đang kẹo em không có nói gì với anh hết. Em cũng đâu biết gì đâu, nhưng mà nói là ừ mời Lâm đi để mời đi. Em chỉ bẩn và kia đang kẹo. Em giật mình lên nút được một kẹo. Rồi, cảm xúc của anh thế nào? Thì em thấy là trên Facebook của anh, là tôi ghi đó là để coi chị Lâm Thi Dạ hát tới đâu, hát cỡ nào. Thì anh đến với một cái hình thế nào, soi mói là được ủng hộ hay đồng hành với như thế nào? À, thì xin trả lời câu hỏi này thì ban đầu thì không thấy ai mời cả, thấy trên Facebook rồi gần gần những cái việc mời. Thì chẳng làm đúng không? Chẳng làm cũng chẳng làm, cũng chẳng làm. Ủa tại sao không mời mình, không mời gì cả. Thì có một bạn trợ lý gì à hả? Mới gửi thiệp cho quản lý của Lâm nói là mời, nói tại sao là Lâm bị giảm rất không mời tôi, còn hãy qua người này người kia. Ví dụ như những người mà bình thường làm việc một hai lần cũng thể như vậy. Và đối với Lâm bị giảm thì tại sao không chịu cho tôi? Thế là tôi phải chịu số lạ điểm quá. Là chị hả? Chị xóa số tôi luôn à? Em không có số chị á. Có không? Tôi tưởng bán đất nền với số điện thoại rất xấu nha chị nha. Nghệ sĩ xài số điện thoại rất xấu à. Số điện thoại nó không dính gì nhau cả. Tôi tưởng là mấy đứa bán đất nền nhưng mà tôi không có mà mấy. Cái này em đồng ý nha. Tại vì lúc đó chị gọi cho em để mời những chương trình đó để có số nào cũng không như sim rác vậy đó anh. Mà mới 8-9 giờ sáng thôi em định là tắt rồi. Một cái thới lượng nào đó nó níu cái tay của em quẹt qua một cái. Alo chị đây. Mà cái giọng thảm thương thương lắm cho nên là thôi giúp đỡ chị ấy. Chị có đứng chính gì không? Tại sao chị không mời trực tiếp lên Lâm? Ý là chị đã gọi trực tiếp nhưng mà không có duyên để gặp Lâm bắt máy. Nói chung là bây giờ Lâm bận quá, tất cả mọi thứ đều phải không có quản lý. Đó mà cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc khi ngày hôm nay Lâm đến đây cùng với chị. Nghe đâu là Lâm có hậu ba sinh tố ở Đồng Nai. Hôm nay sao kéo ra nữa? Điên cùng. Thì quán sân khấu đó cũng đóng cửa vài lần. Thì mở là đóng cửa ra đâu. Anh. Em nghe nói là cái quán đó là mời rất là nhiều ca sĩ xuất biểu diễn. Thì sao cái MV này? Liệu chắc có một cái show diễn nào đó có cái poster của người chị của em chưa? Thì định mời nhưng mà ngày nay sao ca sĩ sử dụng đờm chị? Là có đi hát hay không? Hay là chị nào hát nhép? Vậy là kêu mày hát cái gì? Là sao ca sĩ mà dùng đờm quá vậy? Dùng tiền khen vậy? Lúc nhà chương trình mình lớn thì mình sẽ sắm một cái âm thanh cho nó tiện hơn. Hiện tại âm thanh của cái quán của mình tôi nha. Alo. Alo. Sao vậy chị? Bạn cậu không tới hay sao? Mà mọi thứ nó bị hồi tả. Cái này là kịch bản anh. Kiểu như là tất cả vô đi dành cho cái MV hết rồi. Cho nên là từ cái tổ chức mà đón. Alo. Alo. Thấy chưa là thấy nó không có nhiều cái kinh tế á. Và không sao, nói chung là em có test rồi. Cái chất giọng của chị Lâm Thi Dạ là chị đã bỏ rất là nhiều thời gian để tập luyện. Nguyên cái mùa của Lan được rồi, đó là chị chạy show hát ở các chùa để có thể luyện cái hạt giọng của mình nó tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Bao nhiêu vốn liếng là gom hết cho MV luôn. Cho nên cụ sẽ bắt ngày hôm nay mọi người cũng thấy luôn. Và bởi vì cái background của em nó còn nhỏ hơn cái màn hình LED của rạp nữa. Dạ, tổng nghiệp tương trực hồn. Hy vọng người sẽ yêu thương và ủng hộ qua giấy. Thì khoảng 3 ngày nữa đó sẽ đến MV là qua mặt nha. Đúng rồi, để mà cạnh tranh qua giấy là bây giờ còn một yêu thương và ủng hộ. Dạ, ngày nào chị xuống mắt của Vin à? Ngày nào chị xuống mắt sinh tố, khu du lịch sinh tố của Vin. Khu du lịch đâu ạ? Khu du lịch sinh tố, người ta là khu du lịch sinh tái, ngoài là khu du lịch sinh tố. Khu Vin. Cô Vin là trợ lý cũ của chị nha. Đây là khu
Nguyên. À, giọng nó đờn mà không biết. Thì ngày hôm nay là chị ăn ở sau mà được, thì đó là có ba có lại đúng không? Thì ngày hôm nay tôi đến đây cũng không có tiền bạc gì. Nhưng mà anh có hoa không? Thì anh nói có hoa có lại, mà tôi đẹp có hoa không? Tôi gửi hoa cho chị không? Hoa gì? Có hoa thôi là có hoa đẹp nhất đây rồi. Wow. Nhớ cho chị nha. Ok chị, răng nó dính son nha, liếm cho mẹ. Thôi được rồi á, tôi đẹp tốt. Cảm ơn sự xuất hiện của diễn viên bây giờ cũng là ca sĩ luôn, anh giới thiệu một lần cho nó gọn. Người bộ ảnh chân nhân tầm đàn. Diễn viên ca sĩ người bộ ảnh chân nhân tầm đàn của Lê Dương Long. Dạ, mời anh Lê Dương Long tiến vào bên trong khán phòng. Dạ. Tôi không có muốn chơi với tôi. Sao em rất là buồn bây giờ.